Hữu Lương xin kính chào quý vị khán giả có mặt trong khán phòng và các bạn nghe đài gần xa đang đến với chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đang trực tiếp phát thanh và truyền hình trên hai kênh AM 610 kHz của đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên HTV1 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, các bạn khán thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ dự khán buổi bán kết thứ 8 là buổi bán kết cuối cùng, và cuối chương trình hôm nay chúng ta sẽ công bố danh sách các thí sinh được vào vòng chung kết. Trước khi dự khán buổi bán kết cuối cùng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán thính giả gần xa hãy hướng về màn hình để xem lại chương trình tuần vừa qua do biên tập viên Ngọc Thu tường thuật. Quý vị khán thính giả thân mến, vòng bán kết hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đã đi đến buổi thi thứ 7. Và trong tuần thi vừa qua là một tuần thi cũng khá căng thẳng và đầy hấp dẫn, khi mà các thí sinh hết sức nỗ lực và cố gắng ở những vòng thi cuối để có cơ hội được đi tiếp vào vòng chung kết. Mời quý vị sẽ cùng nhìn lại 10 gương mặt đã dự thi trong tuần thi vừa qua. Thí sinh Sử Thị Xuyên đến từ Bạc Liêu, thí sinh Nguyễn Văn Lợi đến từ An Giang, thí sinh Lê Bảo Duy đến từ Vĩnh Long, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nga đến từ Tiền Giang, thí sinh Nguyễn Minh Sang đến từ Đồng Nai, thí sinh Đỗ Thành Trọng đến từ Long An, thí sinh Lê Tuấn Hải đến từ Bình Dương, thí sinh Nguyễn Thị Sơn Trà đến từ Đồng Tháp, thí sinh Cao Hoàng Nam đến từ Cà Mau và thí sinh Lê Hữu Gia đến từ An Giang. Tuần thi thứ 7 của vòng bán kết cũng có rất nhiều thí sinh đạt được số điểm trung bình khá cao. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhận thấy có khá nhiều chất giọng lạ xuất hiện ở tuần thi này. Và khép lại buổi thi thứ 7 của vòng bán kết, thí sinh Lê Tuấn Hải đến từ Bình Dương đã đạt được số điểm trung bình cao nhất của buổi thi. Buổi thi chiều hôm nay sẽ là buổi thi thứ 8, cũng là buổi thi cuối của vòng bán kết. Và sau buổi thi thì ban tổ chức cũng sẽ công bố danh sách của các thí sinh được đi tiếp vào vòng thi chung kết. Trước khi mời quý vị theo dõi buổi thi thứ 8, buổi thi cuối của vòng bán kết, thì xin mời tất cả quý vị khán thính giả sẽ nghe trích phát lại phần dự thi của thí sinh Lê Tuấn Hải đến từ Bình Dương, thí sinh có số điểm trung bình cao nhất trong tuần thi vừa qua với một sáng tác nổi tiếng của tác giả Ngọc Chi, bài ca Xuân đời con có mẹ, câu 1 và câu 2. Mẹ ơi, tóc trắng bay bay theo gió chướng về gọi nhành mai trước sân nhà thái. Nhìn dáng mẹ qua trong nắng chiều bóng ngã, con chợt hiểu ra ngày con xa mẹ đã thêm gần. Thời gian chất dòng cho đời mẹ héo hon, còn có bao ngày được sống bên con để xuân mang đến niềm vui trọn vẹn. Thời niên thiếu dại khờ bỗng chốc đi qua, nhìn khoảng trời xa con ngậm ngùi tiếc nuối. Xin trân trọng giới thiệu hội đồng giám khảo cuộc thi hôm nay gồm có thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Quỳnh Khải, chủ tịch hội đồng giám khảo, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, ủy viên hội đồng giám khảo, và soạn giả Minh Thùy, ủy viên hội đồng giám khảo. Tạo điều kiện cho các thí sinh thi đấu tài năng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban nhạc cải lương của chúng ta hôm nay gồm có các nhạc sĩ: nhạc sĩ Xuân Minh đàn guitar, nhạc sĩ Hoàng Tươi đàn kìm, nhạc sĩ Duy Khôi đàn tranh và nhạc sĩ Hữu Đan đàn violon.
Sau đây chúng tôi xin mời 10 thí sinh dự thi buổi chiều hôm nay bước ra sân khấu để chào hội đồng giám khảo và quý vị khán thính giả gần xa. Mời bạn Hồ Trung Hậu, Long An, Phạm Trung Nhân, Cà Mau, Nguyễn Thành Trường, Vĩnh Long, Tống Văn Duy, Cà Mau, Trương Thị Thảo, Bình Dương, Nguyễn Diễm Ngọc, Sóc Trăng, Lâm Thị Thủy Tiên, An Giang, Võ Văn Đua, An Giang, Phạm Thị Ánh Tuyết, Đồng Nai và Lê Đại Ân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 10 thí sinh sẽ dự thi vòng bán kết cuối cùng trong buổi chiều hôm nay. Mời tất cả quý vị khán thính giả đang có mặt trong khán phòng hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để động viên tinh thần cho các thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin mời các bạn vào phía bên trong để chuẩn bị phần dự thi của mình. Thưa quý vị và các bạn, xong chương trình chiều hôm nay chúng ta sẽ bước qua vòng chung kết. Và chúng tôi hy vọng rằng chiều hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một buổi thi tài hết sức thú vị giữa các thí sinh. Bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh đầu tiên bước ra sân khấu. Bạn có số báo danh 64, Hồ Trung Hậu, sinh năm 1990 tại Long An. Bạn Hậu sẽ ca Phú Lục lớp 1 và hai câu giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, Giây Phút Ngậm Ngùi, câu 1 và câu 2. Này Nguyễn Khanh, tiếng quân reo khắp bốn bề vang dội, hòa trong trống chiêng lòng lòng chắc giặc Minh lại mở cuộc tấn công. Tàu chủ công binh đến thì đã có tướng ngăn, rồi đây lũ giặc xâm xanh đà đêm trăng, trở lại quê xưa tôi nghe tâm tư ngậm ngùi bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sau mấy lần dấu biển vẫn ghi đậm trong tôi muôn thuở nặng ân tình. Lối nhỏ vào thôn tôi lẻ bước một mình, mười mấy năm làm thân diễn sư, nay trở về thăm lại xóm làng ấp ngày nào đổ nát quan sơn, nay lại vang lên tiếng hát tiếng đàn khôn trúc bên đường cành lá phất phơ, như đón chờ ai trở về xóm cũ. Thank you.
cành tươi lại nở nụ hoa hồng. Nhà mẹ đơn sơ bên bến nước xuôi dòng, mẹ bỡ ngỡ nhìn tôi như cô nhớ. Tôi nói tên mình, nước mắt mẹ rưng rưng. Trên bàn thờ còn phảng phất khói hương hình ảnh người chiến sĩ năm xưa với nụ cười rạng rỡ. Mẹ nắm tay tôi nghẹn ngào khẽ nói, tao thấy mày về tao nhớ nó nhiều thêm. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,10. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,10 và soạn giả Minh Thùy 18,05. Xin cảm ơn hội đồng. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ Cà Mau, số báo danh 32, Phạm Trung Nhân, sinh năm 1992. Bạn Trung Nhân sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu vọng cổ của nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu, Người Điên Yêu Trăng, câu 1 và câu 2. Dòng hương giang vẫn lờ lưng trôi xuôi, mà tình ta sao đứng đó ngắm ngùi, thương nhớ nào cho ngôi ba. Sương khuya mở rơi đồng trên ngàn lá, buồn ơi là buồn. Nhưng tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu bóng bề giá lạnh, mà vẫn trắng khuya vẫn vất vàng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng in bóng dưới chân cầu, để ôm nấp một mắt hồn di dài, nhưng chờ đợi hoài mà có thấy. Hãy subscribe.
người mà lá cha dòng châu, nước mắt tuôn rơi pha lẫn nước sông đầy. Ta tưởng chừng vừa cạn chén men cay để hồn nặng hoài rồi nữa say nữa tân. Tại sao chọn bài này? À, tại sao chọn bài Người Điên Yêu Trăng? Có điên lần nào chưa? Dạ không có điên, mà tại con yêu bài này, con thích bài này. Thích bài này hả? Dạ. Biết nhiêu điểm chưa? Dạ con cũng không biết. À, bây giờ tập nhìn thẳng vào sự thật, thấy không? Dạ, dạ. Đừng có trốn chạy. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú 18. Xin lỗi. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai nhân đạo hơn 18,10, soạn giả Minh Thùy 18,05. Đó, sao con thấy vậy làm sao? Sao mắt rướm lệ làm sao? Cảm tưởng làm sao? Dạ, nói chung thì tình cảm của con đối với chương trình Giọng Ca Cải Lương hàng tuần này thì nói chung nếu mà con được vô thì đó là con cũng vui, nhưng mà không đậu thì thôi con xem đó cũng như là con giao lưu. Giao lưu như chương trình con giao lưu đi. Nói chung con cũng mơ ước được đứng trên sân khấu này và sướng không? Giao con lưu đứng, lâu lắm con, rồi con, mà con đứng lên đây con sướng không? Dạ con run. Con run đúng rồi. Rồi giờ giám khảo là chấm điểm rồi, con giám vai cảm ơn giám khảo cho người ta chấm vậy cực khổ lắm chứ đâu có. Con cảm ơn tiếng đi. Dạ con cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi hả? À, rồi, thôi con trở về đơn vị gốc nha con. Rồi. Đề nghị dành tràng vỗ tay đi ha, nói gì nói chứ cũng hết sức cố gắng, 18 điểm là dữ lắm rồi, tôi mà tôi ca có 17 điểm rưỡi à. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ Vĩnh Long, số báo danh 16, Nguyễn Thành Trường, sinh năm 1993. Bạn Trường sẽ ca tây thi lớp 1 và hai câu dụ giọng cổ của soạn giả Thích Minh Giới cùng Công Cha Nghĩa Mẹ câu 1 và câu 2. Lừng gian tên người dạy phóng quân, mới nghe qua tôi tưởng người anh vừa lớn vừa cao không ai sánh kịp, tưởng anh có cái dương dây phù đông có xương đồng và sắc như người xưa, nhưng anh chỉ là một người bình thường thôi.
nhọc nhằn chẳng quang suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa đáp đền nghĩa nặng như là trời lòng quán đãi của mẹ cha ví như biển trời lai lan, chính tang cứu mang ba năm bồng ấm dành ước nhường khô, miễn sao cho con khôn lớn nên sao chọn bài này? Tại sao chọn bài ơn cha nghĩa mẹ, công cha nghĩa mẹ? Con chào ban giám khảo. Con cứ nói đi con. Con xin lỗi, thầy con cảm động quá con. Rồi. Tại sao chọn bài này? Dạ thì nói chung thì cái bài này là chung là hát cái bài này cũng giống như cái nỗi lòng con thôi. À rồi, nhớ ba má phải không? À rồi, thấy xúc động lắm đó. À, giờ không biết làm sao điểm làm sao ha? Dạ, theo con là điểm cao hay thấp? Dạ con không sao ạ. Con giống như một sân chơi, cái mà con thể hiện được cái nỗi lòng của mình. Nỗi lòng ha. Ba má bây giờ ở đâu? Dạ Vĩnh Long. Hả? À, Vĩnh Long ạ. Ở Vĩnh Long hả? Dạ. Ở Vũng Liêm Vĩnh Long phải không? Rồi rồi ba má có coi chương trình này không? Có nói con thi không? Hả? Có. Để giờ ông số điểm. Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,90. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,89. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,90. Và soạn giả Minh Thùy 18,92. À, rồi.
Nghe là biết, là bây giờ ca giọng cổ nghe là biết ở dưới vỗ tay là tôi thấy điểm cao rồi. Tôi ngồi ở trỏng mà tôi nghe tôi còn muốn khóc, mà tôi nhớ ba má tôi quá. Giới thiệu xong rồi ghé tôi thăm ông bà. Bây giờ đến một phần hết sức là quan trọng, đó là phần dự thi. Quý vị biết rồi, có nghĩa là các thí sinh thi ở trên sân khấu, dàn đờn ở đây, giám khảo ở đây. Nhưng mà ở Việt Nam mình là có một cái cuộc thi mà hết sức đặc biệt trên thế giới, người ta đang nghiên cứu. Có nghĩa là thí sinh thì ở xa, ban nhạc ở đây, giám khảo là mấy chục người ở đây, cả trăm người ở đây. Ai vỗ tay lớn thì giải nhất, vỗ tay vừa vừa giải nhì, vỗ tay ba thì giải ba. Mà cuộc thi chỉ có ba giải, đó, hết sức là độc đáo. Và bây giờ tôi xin nối máy với thí sinh đầu tiên. Alo. Alo, chào chú Lân. Chào cháu. Cháu ở đâu, tên gì? Dạ, chú còn giới thiệu sao chú ơi? Dạ. Có nhậu miếng dạ. Nào thấy giọng lè nhè vậy? Cháu đang ở đâu? Con đang ngoài biển, mà tại vì con cảm ho cả tuần nay mới hết ho mà chưa hết khang tiếng. Biển là biển nào? Đi nhờ quê đâu thi phải nói cho bà con biết là tên tuổi là đang ở đâu chứ? Tên gì? Con Diễn Hài chút rồi con mới giới thiệu luôn. Quá dữ vậy hài. Dạ. Bây giờ đang ở biển nào vậy? Quần đảo Phú Quốc. Phú Quốc hả? Rồi, dạ. Trời dữ nha, đang ngoài biển Phú Quốc nha. Rồi, ca con ca bài gì? Con giới thiệu trước, con Diễn Hài bài đó rồi con ca luôn rồi, con tới khỏi rồi giới thiệu. Quá dữ rồi. Ghen thiệt đó. Mà bây giờ con đang biết là con đang phát sóng trực tiếp trên toàn vũ trụ, toàn thế giới không? Rồi ca rồi nội dung tầm bảy tầm bả rồi ai chịu trách nhiệm? Nội dung mình vui vẻ thôi chứ đâu có nói vậy được cái chương trình chú. Không, nhưng mà nội dung nói về cái gì? Diễn trong tuần vụ án Mã Ngu á. Hèn chi tôi nghe là có mùi hình sự đấy rồi. Rồi, câu số mấy để có đờn không? Cần đờn không? Dạ cần chứ chú. Ủa vậy hả? Không cần giới thiệu mà cần đờn hả? Ngon. Rồi, mời dàn đờn. Chưa, con chưa ca mà. Rồi. Rồi ca đi. Trời ơi. Quanh ơi. Giờ này em ở đâu? Em có biết anh và con phải đi taxi thành phố này sang thành phố đỏ để tìm em hay không? Em ơi phan bay mưa nhau bắt cầu ôn xuất chân dài ngân hà chút nữa hỏi ngô ngu lan sau một năm dài xa. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mắt khóc hận vì ai gây cành đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ đen tối mà đôi đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quá mang yêu giàu đi cùng nếu đến từ Kiên Giang, xin kính chào quý khán giả. Trời ơi, vụ án này vô tôi khó xử. Cái gì mà dạ. Cái tên gì? Tên gì? Quỳnh Hiếu. Quỳnh Hiếu. Đâu ơi, con chào lại cho chú nghe coi. Dạ, Quỳnh Hiếu đến từ Kiên Giang, xin kính chào quý khán giả. Quá dữ. Rồi Quỳnh dạ, Hiếu. Dạ, ở ngoài này nghe tiếng đờn không được, không có nghe được tiếng đờn nào hết trơn, rồi đâu có theo nhịp được đâu chú ơi. Dạ. Nghe dập không à. Không vậy quý dữ chứ, đúng không? Nhưng mà hỏi nè, tại sao chọn cái vụ án Mã Ngư rồi mà chơi cứu cả trăm câu vậy?
Dạ. Tại sao chọn cái vụ án mà ngu nó phức tạp vậy? Không có chọn là cái bài hồi nãy cho nó nghe nó tình cảm. Tại sao bộ khoái vụ án lắm hả? À, con xin được bày tỏ nỗi lòng đam mê của bộ môn ca cổ cái lương này nó mãnh liệt trong lòng con như thế nào được không chú? Ờ vậy hả? Rồi bây giờ là con đi biển đi làm gì? Dạ đi biển. Đi biển hả? Hôm nay là thu hoạch được chưa? Đi chừng nào về đất liền? Đỡ 20 ngày nữa. 20 ngày nữa? Rồi vợ con để nhà rồi ai giữ? Bạn ở sớm giữ giùm chú ơi. Cái gì? Bạn ở sớm giữ giùm. Sao giờ mà bạn tốt dữ ha. À, rồi thôi hồi tôi chấm điểm nha. Còn có muốn nói gì với lại bà con cô bác ở Sài Gòn không? Dạ con xin được bày tỏ nỗi lòng đam mê bộ môn ca cổ lương đó chú. Rồi. Rồi sao dạ. Không lên đây thi Trần Hữu Trang mà đi đánh cá? Không biết đường đi chú ơi. Không biết đường đi hả? Rồi. Năm nay nhiêu rồi? Ba mấy rồi. À rồi ba mấy thôi. Rồi chờ một xíu nha. Đề nghị bà con ở trong cái này không phải chấm điểm, hồi nãy vỗ tay rồi nha. Cái này vỗ tay đi gửi tấm lòng của những người ở trong đất liền gửi ra biển cả mênh mông trong cái đảo Phú Quốc của chúng ta. Thấy không? Mấy cái đảo nó nhỏ vậy mà phức tạp lắm. Thấy không? Phải giữ cho kỹ. Thấy không? Ra rồi đánh cá thì cũng dòm đảo dùm bà con nghe không? Rồi. Mời phòng máy cho tôi nối máy với thí sinh thứ hai. Alo. Alo. Ai đó? À, xin chào anh Hữu Lưng ạ. À. Quá dữ, bây giờ tôi hết sức hạnh phúc. Nghe từ anh tôi sướng dễ sợ luôn. Tôi nghe anh là vậy là em đang ở đâu? Dạ, em đang ở Tây Ninh anh. À, em đang ở Trảnh đúng không? Dạ. À, em làm gì ở Trảnh? Dạ, em nhà nội trợ anh. Nội trợ hả? Dạ. Nội trợ đúng rồi. Vậy là em nghe chương trình này lâu chưa? Dạ em nghe chương trình này cũng 10 năm có rồi anh. 10 năm hả? Rồi em thấy hôm nay chương trình thi vậy vui không? À, rất là vui anh. Vui bởi hả? Vì tôi cũng khoái nghe cải lương này nè. Từng nào lên cũng nghe. Rồi bây giờ là kỳ này em thi bài gì? Bài ca gì? Dạ em xin ca bài Đừng Nói Xa Nhau anh câu 1. Đừng nói xa nhau câu 1. Dạ. Mời Giang Đơn. Em ơi màu áo ngày xưa đã bay màu thắm sáng. Nhưng tình của đôi ta dù mưa nắng chẳng phai mà. Em tên gì anh đã quên rồi, nãy tên gì à? Dạ em tên Tươi anh. Tươi phải không? Nguyễn Thị dạ. Tươi phải không? Đồng, Đồng Thị Tươi. Hả? Đồng Thị Tươi. Đàm Thị Tươi, rồi đồng, Tươi đợi đồng. À Đồng Thị Tươi, rồi thôi Tươi đợi anh Lương chút xíu nha Tươi. Rồi. Dạ à, chút xíu là có kết quả liền. Xin dạ. Tôi nói máy với thí sinh thứ ba. Alo. Alo. Dạ alo. Ai đó? Con ạ. Hả? Nguyễn Nhân Hoàng đến từ Cà Mau. À Cà Mau hả? Bây giờ tại vì chú không biết là con lớn tuổi hơn chú hay chú lớn tuổi hơn con. Dạ con nhiêu? 31 tuổi. Hả? Con năm nay 31. À 31 hơi nhỏ hơn chú rồi ha. Vậy kêu chú cháu mà dạ. Cho nó thân mật ha. Rồi. Dạ. Bây giờ cháu ca bài gì? Dạ con ca có một trong bài Đi Ngoài Phố. Hả?
Không có câu một trong bài Nửa Đêm Ngoài Phố. Nửa Đêm Ngoài Phố, à nói lẹ quá chú không có nghe. Rồi. Dạ. Mời dàn nhạc. Trời giá lạnh mơ một mình tôi lang thang trên hè phố vắng. Tôi đi tìm mãi mà tâm tư chịu nặng, tôi đi tìm mãi mà lạnh đã tâm hồn. Vậy là cháu tên gì ha? Cháu này hồi nãy chưa nói tên phải không? Nguyễn Văn Hoàng. Rồi, Cà Mau. Vậy là Cà Mau chắc coi như là trong đợt này chắc hay nhất là gì phải không? Nếu đồng ý thì... Hả? Con cái lần đầu luôn. Hả? Con thi lần đầu luôn đó. Lần đầu luôn hả? Con ca xong con thấy sao? Thấy nó nhẹ nhõm quá. Đăng ký mấy lần mà chưa được. Rồi, giờ để... chú hỏi dâm ban giám khảo coi nha, coi cháu có được giải nhất không nha. Để dạ, cháu Hoàng nghe. Lời chúc sức khỏe đến toàn thể ban giám khảo và ban tổ chức và các khán giả đang xem chương trình nha chú. Rồi, dạ. Bạn Hoàng giải nhất được không? Rồi bạn Tư giải nhì đúng rồi đúng không? Hay là ở biển Kiên Giang giải nhì phải không? Hả? À Phú Quốc giải nhì. Ai đồng ý Phú Quốc giải nhì vỗ tay. Ai đồng ý là ở cô Tươi mà ở Trển ở Tây Ninh giải nhì vỗ tay. Rồi. À giải ba. Thì như vậy là bạn ở Cà Mau là giải nhất, đúng không? Dành một tràng vỗ tay giải nhất. Bạn Hiếu ở Phú Quốc giải nhì, và bạn Tươi ở Tây Ninh là giải ba, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Như thế là chúng ta nghe, chúng ta cũng đoán được rồi. Nhưng mà rõ ràng là cuộc thi thì không có giành giật gì ba cái giải, nhưng mà nó vui. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bà con cô bác ở xa cũng nghe và rất là thích thú. Có nhiều bạn là ca rất là hay đúng nhịp, nhưng mà lần này ca rất nhịp nhiều quá, mà quý vị biết là rất là khó. Thật ra là cuộc chơi này hết sức là khó. Bởi vì sao? Bởi vì đa số các bạn ca bằng cái cảm tính của mình và trên đây đờn. Và như thế là từ ở Kiên Giang mà nó bắt nhịp ở đây mà đòi nó trúng phốc một cốc một cái là rất là khó. Nhưng mà rõ ràng là trong cuộc chơi này, trong cuộc thi này thì đã có rất là nhiều bạn ca đúng nhịp. Điều đó tôi cũng không hiểu là tại sao có thể trúng như thế. Có lẽ là cái vô là ca theo thần giao cách cảm thì mới trúng được như thế. Chứ tôi nói là rất là khó. Tại vì sao? Bởi vì ở đây là cái điện thoại. Điện thoại. Mà điện thoại làm sao nghe hết được cái dàn nhạc. Mà dàn nhạc đâu phải là một cây mà là tới bốn cây. Mà ca đúng nhịp thì rõ ràng rất là khó. Tôi nghĩ là nó có cái khó nhưng mà rất là thú vị. Và hy vọng rằng là chúng ta đã có nhiều cái niềm vui trong cái đợt dự thi này. Trở lại phần dự thi của các thí sinh, chúng tôi mời quý vị khán thính giả gần xa thưởng thức phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 40, Tống Văn Duy, sinh năm 1991 tại Cà Mau. Bạn Duy sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả Ngô Hồng Khanh, Lời Người Hát Rong, câu 1 và câu 2.
trên sông thương. Ngọc in bóng chạng trường trên sông nước đa tình. Đừng nhỏ lệ hướng tâm mi nướng ơi, làm vỡ khối tuyến tình. Anh yêu em không bồng bềnh trên sông nước, mà có điều lý quá câu. Hỏi gì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình. Bởi anh không muốn mình thành một chương trí, bỏ lại dòng sông mới
Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,10 và soạn giả Minh Thùy 18,05. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh mang số danh 24 Trương Thị Thảo, sinh năm 1988 tại Bình Dương. Bạn Thảo sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu vọng cổ của soạn giả Đinh Phượng Tiên. Chúc kỷ niệm buồn, câu 1 và câu 2. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chờ mỗi ngày xanh lòng không đổi, nhưng tại trời xuống
Sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,60, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,60, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,67 và soạn giả Minh Thùy 18,65. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ tỉnh Sóc Trăng, số báo danh 48, Nguyễn Diễm Ngọc, sinh năm 1990. Bạn Diễm Ngọc sẽ ca 5-2-8 câu và 2 câu vọng cổ của soạn giả Hà Nam Quang, Như Loài Hoa Ấy, câu 1 và câu 2. Rồi chốn xác bom khô nơi đáy mồ, như dồi sâu trong kính nỗi niềm tình cảm ban đầu, nhưng
tình đẹp các chi cành quá mộng quá sớm bàn ai giữ được mà mong nước chân đầy lòng đau ré đôi thương tâm qua vừa nở vừa đôi đò cập bờ sau đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,90, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,90, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,91 và soạn giả Minh Thùy 18,90. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Kính thưa quý vị, các bạn nghe và xem đài gần xa thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình trên kênh AM 610 kHz và HTV1 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được sự tài trợ bởi thương hiệu đầu trâu thuộc công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ở những vùng đất phèn, vùng đất ba vụ, lúa vẫn một màu xanh mướt, đó là nhờ chuyên cần chăm bón và tìm tòi học hỏi, chọn và sử dụng đúng phân bón, lúa có năng suất cao. DAB Avel đầu trâu với 18% đạm, 46% lân và 0,2% Avel. Khi bón DAB Avel vào đất, Avel trong DAB sẽ tạo ra một lớp phủ thông minh và điện âm cực mạnh thu hút sắt nhôm. Nhờ đó cây hấp thu lân dễ dàng, cây ra rễ nhanh, để nhánh khỏe. DAB Avel đầu trâu, giải pháp hiệu quả tiết kiệm. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giọng ca cải lương giải bông lúa vàng lần thứ 12 năm 2017. Kính thưa quý khán thính giả thân mến, nhằm góp phần bảo tồn phát huy những giá trị quý báu của nền âm nhạc dân tộc truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta, động viên thế hệ trẻ có năng khiếu, yêu thích, đam mê ca nhạc cải lương đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức hội thi giọng ca cải lương giải bông lúa vàng lần thứ 12 năm 2017 với nội dung cụ thể như sau. Thời gian tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam độ tuổi từ 16 đến 35, tức sinh năm 1982 đến 2001, có năng khiếu ca nhạc cải lương và nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp. Các thí sinh đăng ký trực tiếp tại điểm ghi danh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Hai buổi sơ tuyển đầu tiên của giải bông lúa vàng sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 và 15 tháng 6 2017. Thể lệ vòng sơ tuyển, thí sinh ca một lớp trong 6 bài bắt, một lớp tự chọn trong 7 bài lễ hoặc 8 câu hay một lớp trong 3 bài nam và 2 câu giọng cổ tự chọn. Thể lệ vòng sơ tuyển, thí sinh khi đến ghi danh mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ cần thiết để đối chiếu với tuổi theo quy định. Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến ghi danh được có thể ủy quyền cho người khác đăng ký thay. Người đăng ký thay khi đến đăng ký mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết của thí sinh. Tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng. Trong đó huy chương vàng trị giá 70 triệu đồng và nhiều giải thưởng có giá trị khác. Thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý vị và các bạn truy cập vào website www.voh.com.vn, số điện thoại liên lạc 0838223282. Các thí sinh ở xa có thể đăng ký ghi danh qua điện thoại di động 0964746356 trong giờ hành chính. Trên đây là những thông tin cơ bản về việc tổ chức hội thi giọng ca cải lương giải bông lúa vàng lần thứ 12 năm 2017. Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức xin hân hạnh được thông báo với tất cả bà con cô bác gần xa. Và thưa quý vị, đến tham dự cuộc thi hôm nay, ban tổ chức có mời hai nghệ sĩ Linh Cảnh và Bảo Trân sẽ phục vụ chúng ta
bài Duy Kiều Tướng Quân của soạn giả Hoàng Anh Chi. Kính mời quý khán thính giả gần xa cùng thưởng thức. Ta chỉ thích cởi cơn gió mạnh đạp luồn sóng dữ, chém cá kình giữa biển khơi, quyết không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Hay, hay. Chào Lê Quân. Lê Minh tôi xin kính chào chủ tướng. Kìa Lê Quân, tại sao nay Lê Quân lại đổi cách xưng hô, làm cho trinh tôi ngỡ ngàng. Dạ thưa chủ tướng. Lê Quân, từ thuở ấu thơ chúng ta cùng học chung một thầy, cùng chung một đường hứa mũi giáo. Lê Quân vẫn thường gọi trinh này là cô Út. Sao bỗng nhiên hôm nay chuyện của ngày xưa đừng nên nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khôn tan. Giờ đây chuyện gian sang sinh khi thác ở tay nàng, thù dân tộc, thù nhà nặng gánh. Triệu tiên công nửa đường gãy gánh, bỏ biết mây công trình nơi đất Quân An. Nay Lê Minh tôi xin dòng tay cùng cô Út và nhân dân ra sức dẹp xanh lăng. Thầy tới anh mình xin người hãy nhận cho, sao trước một lời thôi xương có đất trời xét soi. Ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề trước trong linh người chủ tướng anh hùng, bằng tất cả tấm chân tình, bằng bao năm trong bởi lẽ đâu Lê Quân xúc động. Xin sao trước rõ bọn ngành những bí ẩn trong lòng của người anh đầy mến thương. Còn đây là đã quyết tư và toàn bộ kế hoạch, xin người hãy nhận cho thuộc tướng xa. Trở lại đây khi nào yên bóng giặc, đời ta từ mong bạn hiểu lòng tôi. Cha hàng sáng cháy giặc, thưa dân. Lê tướng quân, ta mời tướng quân hãy ngồi xuống đây. Dạ thưa nữ chủ. Tướng quân cứ ngồi. Dạ thưa chủ tướng. Nếu gọi ta là chủ tướng, ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Và nhớ, khi nào có lệnh của ta mới được phép đứng lên, nghe rõ chưa? Xin tuân lệnh. Lê tướng quân, tướng quân ơi dần nước lâm nguy, quyết xa thân sanh tử không màng. Một lại đây một lại của non sông, trong lúc khó Lê Minh tôi xin đa tạ tấm thâm tình của chủ tướng. Giờ xin bay. Bay biệt. Hoàng
Lệ tướng quân hãy chờ ta trong giây lát. Lệ tướng quân trong giây phút chia tay, dân người trải ly sầu đau. Đây non sông đang chờ người, đây ước mơ toàn dân đang ghi nhớ. Do cầu tiên ai lên đường, trời vàng xin ghi đường xa mang vào lòng. Non sông ơi xin thầy đang mang chiến công về trên quê hương yêu dấu. Gió cầu tiếng người nữa chủ ơi, tuần nào ban ân tù ngoại cấm còng ách mang gông bất dân tộc ta ngàn ngàn năm nô lệ. Bầu huyết quang trùng trục tôi trên tề trên ánh thép trên tề trước ngàn vạn trên linh quyết đứng lên gìn giữ nước non này. Đưa tiền một người đi đi đào nơi hiếm quý bên mấy ưu giới đầy. Trong trách nắng nề trong tay ai đó, trao cả cơ đồ, trao cả non sông. Trao cả cơ đồ, trao cả non sông. Ôi niềm vinh hạnh trong tay người dùng tương. Mẹ lân lân ta nghe hồn chiến gọi, trên vàng kéo đắng tình. Giáo sư mang người trải qua soi làng, ngang hiếm quý xem thường. Nơi đây bao kẻ thân yêu đêm ngày đợi mong ngài vinh quang mang sứ mạng vì dân ta dân thân. Ngàn hiếm quý xem thường nơi đây bao kẻ thân thương đứng lòng đời đông. Ngày vinh quang chiến công ta mang về một lần nữa đắc hay lòng trăm họ giáo trọng trách nắng nề và hy vọng ở lê quýnh. Thưa nữ chủ, đã được sự ủy nhiệm của nữ chủ, cho dù giảng tử chất sanh, trước nữ chủ Lê Minh này xin thề bằng danh dự. Tích thảo luyện binh ta chờ ngày quốc khởi, đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ. Phúc lên đường nghe đạo được tâm can, tôi sẽ cắt đầu tu về tuế trước giống hồn minh chủ. Đi đi anh ta hẹn ngày tao ngộ khi nước non này sẵn bóng sầm lăng. Xin bay biệt. Bay biệt Lê Minh ơi, Lê Minh ơi, Lê Minh ơi, từng giọt máu rơi rơi vào lòng đất. Lê Minh ơi, người có lành lắm không? Đi về đâu khi người đang mang thương tích? Khi mọi người con xéo gọi Lê dòng máu ơi khoan tuôn
trai cho ta vẹn lời thề trước lúc xa đi. Sứ mạng đã tròn rồi kia phất phới lá cờ bay, thấy xác giặc ngổn ngang ta nở nụ cười mãn nguyện. Lệ mình tôi giờ đấy còn một điều sao hết là phải cố gắng quay về cho được và đơn trước bổ phận của người chủ tướng anh hùng mà ta đã hẹn buổi ra đi. Mang đầu thù về tuy nước vong linh cho người hạ giả chôn chinh sông rồi gửi xác thân này nơi đất mẹ thân. Lê Minh ơi, đều Lê Minh, đều Lê Minh. Lê Minh ơi, bút lại năm xưa ta đã ký thác sơn hà trọng tay viên tướng trẻ, người chẳng phụ lòng non được chẳng phụ lòng ta, vậy thì
lại một mùa non sông. Một của chủ tướng tạ ơn, ta xin tạ ơn Lê Quỳnh đây. Còn một nửa là của người em từ thuở ấu thơ cho đến nay. Mình đã xa nhau mãi mãi rồi, có phải không Lê Quỳnh? Trời loại kỳ công, ta sẽ ghi tên người dũng tướng Lê Minh lên trên hết. Đây Lê Minh nói, Lê Minh nói, dạch đường gươm ta thề trước anh hùng. Dẫu cho còn một hơi thở cuối cùng, dẫu cho thịt nát xương tan, đất nước này ta không để mất đi nữa. Sáng rạng ngời còn sống mãi giữa lòng dân Lê Minh. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, một lần nữa hết sức là cảm ơn hai nghệ sĩ Linh Cảnh và Bảo Trân. Và như quý vị, đấy là trong một trích đoạn hết sức là xúc động. Trong câu cuối cùng khi chấm dứt trích đoạn đó thì có câu rất hay là đất nước này không để mất đi dù chỉ một tấc, nửa tấc phải không? À, nửa tấc đó. Đề nghị dành tràng pháo tay nữa ha, cái câu đó rất là hay. Và tôi nghĩ rằng là cái ca nhạc tài tử cải lương nó đã chuyển tải được không chỉ là tình mẫu tử, không chỉ là những cái tình yêu trai gái, mà còn đã chuyển tải được cái lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam chúng ta. À, tôi lâu lắm rồi tôi mới nghe và tôi hết sức là xúc động. Và tôi nghĩ rằng bà con cô bác gần xa cũng hết sức là xúc động trong cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt của đất nước chúng ta. Đề nghị dành một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn. Và bây giờ là phần đố. Phần thi đố về bài bản cải lương và có phần thưởng ở tại chỗ, quý vị biết rồi, tôi không có đọc thể lệ lại. Tôi sẽ đọc câu hỏi và trên dàn nhạc sẽ gian tấu. Quý vị hãy trả lời đó là thể điều gì. Câu thứ nhất, mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoán đó là thể điều gì. A. Tiểu khúc lớp 1. B. Tiểu khúc lớp 2. C. Tiểu khúc lớp 3. Mời dàn nhạc. Xin mời. À, mời anh. Bữa nay có mình người này đi đưa tay rồi, thôi có mình anh lên. Đây, mời anh đứng đây. Rồi tự giới thiệu rồi trả lời luôn. Dạ em tên là Trọng Tính à. Vừa rồi là tiểu khúc lớp 2 à. Chắc không? Dạ chắc ạ. À, đúng rồi, tôi hỏi vô duyên quá. Chứ ngồi. Đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng anh. Rồi. Rồi trúng rồi, có nói gì không? Dạ, cảm ơn cảm ơn chú Lê Ngạ. Dạ, con đến từ Long An. Hôm nay lần đầu tiên đi tham gia cái chương trình trực tiếp ở cái khán phòng này, nghe qua đài radio hoài. Hôm nay phải cất công lên tới đây cuối tuần lên tham gia, mừng lắm. Thấy khán phòng sao? Dạ, thấy tất cả các bà con, cô bác ở các tỉnh về đây, rồi ban giám khảo. Thì rất nói chung là tổ chức rất là chặt chẽ, và khi thấy mọi người cũng đam mê đơn ca kỳ tài tử của lưng, con cũng vậy. Rồi về có góp ý gì không? Dạ cũng không thấy hoàn thiện hết rồi. Dạ. Vô đây có mua vé tốn nhiêu tiền, hỏi thiệt. Còn ngoài ngoài cái tiền mà tiền xe từ ở Đồng Nai xuống nha. Dạ. Bắt đầu từ cổng vô đây tốn nhiêu tiền? À, từ cổng vô đây tốn có 3.000 gửi xe miễn phí hết. Dạ. Yeah. Rồi, đề nghị danh ràng pháo tay cho ngồi. À, ở đài tính là miễn phí luôn á. Tôi nói là tôi có đề nghị với đài là tính miễn phí, nhưng mà rủi mất không có đền.
Vậy đó thôi, lấy đỡ 3.000 đó để chi? À, để mất đền. Đó, cho đó cho nên chú đúng ra là miễn phí đó, thì coi như là miễn phí. Mà trên thế giới á, tôi đi nhiều nước á, chỉ duy nhất của đài phát thanh mình là coi miễn phí, không có đúng tiền. Đề nghị dành tràng của tay cảm ơn ban đốc đài phát thanh. À, tiếp theo là câu thứ hai. Mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đoán đó là thể điều gì? A. Dạng quê Trường Hận. B. Chi qua Trường Hận. C. Lạc Âm Thiều. Mời dàn nhạc. Ai? Rồi mời anh. Rồi, à, ông này ông đội nón tại ông bị đóng dấu ở chính giữa, đóng dấu. Rồi, thôi ông đội nón vô đi, cái này có biên bản đàng hoàng. Đội nón là tại có cái dấu này đúng không, nó che, đúng không? Ai đóng dấu ông? Dạ, tôi. Mình tự đóng dấu rồi, với ông trả lời đi. Là giảng quê Trường Hận. Giảng quê Trường Hận, ông này may quá. Dành một tràng pháo tay, ông đã đáp đã trúng. Rồi. Ủa, giỏi quá ta, rồi. Vì lý do thời gian cho đó nên thôi ông đỡ về đơn giản quá, tôi đọc câu số 3. Mời các bạn nghe đoạn nhạc sau đây và đó là thể điều gì? Lý Ba Tri, A. Lý Con Khỉ, B. C. Lý Cây Bông. Mời dàn nhạc. Câu này quá dễ luôn. Ai chưa lên? Hả? Em chưa lên lần nào hết rồi, ưu tiên cho người chưa lên lần nào. À. Cái này mà trả lời trật là tôi quýnh liền. Cái gì? Thôi lần Lý Cây Bông. Dạ. Quá giỏi luôn. Rồi, bông tranh bông tráng rồi, đề nghị dành tràng pháo tay, kỳ này dễ quá. À. Vâng, kính thưa quý vị, cái điều đó để chúng ta nhắc là chương trình của chúng ta còn rất là nhiều điều thú vị. À, bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh... thí sinh thứ 7 bước lên sân khấu. Vâng, xin mời bạn Lâm Thị Thủy Tiên, sinh năm 1987, An Giang, số danh 08, sẽ ca Nam Xuân 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, tiếng dày trên sốc bom bò. Lòng người lính trẻ để em nhóm
lại bếp lửa thêm kéo, trời khuya giá lạnh ghi dải rừng già nhuộm trắng sương màu. Rừng núi giờ đây sạch bóng quân thù, sóc bên bò nhớ người giải phóng, nhớ các anh mà cái vùng đêm đó. Ngày chăm lo nảy lúa nương khoai, đêm tích chất cánh làm giữ sống. Đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,94. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,91. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,92 và soạn giả Minh Tùy 18,91. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ An Giang, số báo danh 80, Võ Văn Đua, sinh năm 1989. Bạn Đua sẽ ca Nam Xuân 8 câu và 2 câu giọng cổ của soạn giả Trần Lân bên đài tưởng niệm câu 1 và câu 2. Kính mời quý khán thính giả gần xa cùng thưởng thức. Nàng đã vì ai đem đôi tay cần lau hiền khô, đặt trên đôi vai hiền đầy với bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thuần khiết tình khô. Mong đỡ tương thùng mà bỏ mặt cha già phụ khó tham sân, ngày ai chẳng bước lại trình áo lụa trắng tình trao tặng trần minh, trao áo cho ai như cao trong phụ tình là khoảng nam nhi sao để chân hồ còn có gian một gian hình. Trở về thanh tàn xa xôi, đại huynh ơi sao nỡ mới gặp nhau, sao quá nặng lời không nhớ tình kỳ cây. Có điều chi đại quân dặn đời ta
nợ Nam Nhi. Đại huynh ơi, để nay đã đổ chàng thì đây có phải thật tình vậy hay sao? Trời xanh mây trắng trong ngần, đồng xanh bông trắng bên bồng như mây. Hỏi cô má đỏ hay đòi bông như thầy đòi mây về làm câu hát. Ngày xưa có nắng có mưa có giọt mồ hôi sớm chưa dầu đồng xuống bài chân chờ tháng năm cho bông lại xanh đồng. Nào ngại gian lao với bao đạn trên đầu, đất nước chiến tranh che trở thành dễ quân để mẹ một mình lấy lắc giữa đồng bông. Cô nén trong lòng thương nhớ mênh mông, cúc đất lên dòng mẹ chồng mẹ tên. Cơn mưa nào tưới mát cánh đồng xanh, tờ nắng lung linh đồng bông nở chân. Đây là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,10 và soạn nhạc Minh Thùy 18,05. Xin cảm ơn hội đồng. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ Đồng Nai, Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1984, số báo danh 72. Bạn Ánh Tuyết sẽ ca Phú Lục lớp 1 và hai câu giọng cổ của soạn giả Thế Châu trong trích đoạn Bên Cầu Dệt Lụa câu 1 và câu 2. Dù đã hạ mình khổ lệ nhưng ta vẫn nghe trong giọng nói của nàng chất chứa đầy kiêu hãnh. Từ kinh thành lặng lội tìm gặp con quan tri huyện tên gọi Quỳnh Nga, là chỉ muốn một lần gặp mặt sau công dược ngàn gian dặm.
chỉ mong tìm gặp Quỳnh nha. Chắc là công nương nhân du hành nên mới ghé qua, không ta một mình giữa đường xa, và chỉ muốn một mình tìm gặp Quỳnh nha. Mang tuổi hồn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều mình giữa khuya trung, tâm sự nặng nề quặng gió ngựa lông câu. Sau từ kinh thành trang lệ xa vời, dạng dầm núi sông Quỳnh Nha, làm gì đắc tội với công nương, vẻ quán hường làm yêu vua dùng gian. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa vụ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng ưng thi lai kinh. Đây, đây mơ hành trang trang chứa một thâm tình, và số bạc mòn em đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tầm. Trong tráo tay ân cần đưa tiền kè đăng trinh. Gửi gắm vào đây tâm sự của riêng mình, em đã gian vượt quy môn bên cầu dựng quan, vì nặng nghĩa tương thương dòng lễ giáo thị phi. Ngài bán hộ tên đề làm sáng danh tông tổ, em không dám bơ được cùng ai duy đạo xứ tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri, xin với cha em hãy nhẹ là số điểm của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18,92, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18,92, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,90, chắc cũng 92 luôn quá. Soạn giải Minh Thùy 18,93, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18,94. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Lê Đại Ân, số báo danh 56, sinh năm 1984,
Bạn Ân sẽ ca Nam Ai 8 câu và 2 câu dùng cổ của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu Phận Tơ Tầm câu 5 và câu 6. Thảo Sương, Thảo Sương ơi em hãy nghe anh lần sau cuối. Rồi mai mốt này mình vĩnh viễn xa nhau. Giây phút này đây nó quý bao vô cùng. Rồi mai này nếu có xa anh, em đừng tiếc, cũng đừng thương, đừng để lệ rơi lòng. Ai xem như đời không có anh, lời anh nói ra như bản nhạc buồn, như cung đàn nức nở giữa đêm sương. Tòng ơi bỏ em một mình giữa chốn bụi hồng bơi dây. Anh rất thương em nhưng vì quân xâm lược nên anh đã chọn một con đường. Em nên vui sống với đời, đừng vì một anh sao rơi. Nếu sau này có ai nhớ về giọng hát liêu trai qua từng cung sầu buồn, thì hãy xem tôi như bóng mờ dị dạng đã vùi chốn một bóng gian thương buồn. Tao ngộ đêm nay mãi sáng xa rồi, bằng tâm sự khi tàn cảnh vừa vắng lặng, giữa ngoài ô buồn đã vắng bóng ngựa xe. Anh xoa dây rung rầy đường tơ, em thổn thức nghẹn ngào qua tiếng nhạc, tiếng hát thề lương hòa theo tiếng hồn lâng lâng bạn bạn nói u buồn. Gặp gỡ đêm nay là lần sáu cuối đội cao, mai xa cách chắc không bao giờ gặp nữa. Đêm nay tôi với em hai cuộc đời phiêu bạc, xin tặng cho đời tiếng nhạc lời ca. Kiếp phong trần bao cay đắng xót xa, khi đèn sân khấu tắt bước màn nhung buông xuống. Hết chúa hết tôi hết công hầu thanh tướng, chỉ còn lại đây một kiếp sống u buồn. Để rồi mãi này khi ma hớp răng lông, đôi tay run rẩy trên chiếc đàn long phim, ngồi trên gác vắng lạnh lùng, bản nhạc cuối cùng mình vào để mình.
Sau đây là kết quả của hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh 18/89, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải 18/89, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 18/80, xin lỗi 18/92 và soạn giả Minh Thùy 18/90. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo. Và bây giờ hội đồng giám khảo đang và ban thư ký đang chấm điểm, trong khi chấm điểm để công bố các thí sinh vô vòng chung kết, chúng tôi xin mời một khán giả trong khán phòng sẽ lên ca một câu vọng cổ. Ai chưa lên ca? Khoan, ưu tiên cho người nào chưa lên ca, phải không? Rồi, chưa lên ca, mời. Cô này lên ca chưa? Chưa lên ca lần nào rồi, mời. Vâng, áo xanh, cô áo xanh chưa lên ca lần nào. Vậy mà tôi mời lên ca hoài cái bị khiếu nại. Rồi, em tự giới thiệu, rồi ca bài gì? Dạ, em hát trích đoạn trong tuần Tình Hận Thâm Cung. Son ơi còn đau, gãy đôi nhịp cầu, gãy đôi nhịp cầu. Chàng ơi có biết tan nát trái tim em, sầu dương xíu coi, ca hay quá. Đúng không? Em học ca ở đâu vậy? Em không có học, em ca ở nhà không ạ? Coi như là hồi nhỏ lớn mới lên sân khấu ca lần đầu tiên phải không? Em đi ca hoài luôn, nhưng mà em đi ca đám cưới đám ma rồi, em đi ca. Hỏi, cái bài hồi nãy ca đó là ca đám cưới hay là ca đám ma? Em đi ca đám cưới. Ủa đám cưới mà la dữ vậy hả? Em ca mà cái ông camera mà quay hình em, ổng ngồi ổng cười quá trời, ổng cười luôn. Nói chung là em mê chị nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên với lại Phượng Hằng. Cho nên là em hát cho những bài của mấy chị đó không thôi. Thôi may mốt lên ca, giờ chừng nào anh cưới vợ lên ca đám cưới cho anh nha. Rồi. Nếu mà anh ca đám anh cưới vợ nữa, em sẽ ca bản khác em tặng cho anh. Bản gì? Em thì nhiều lắm, nói chung em thuộc nhiều lắm. Không, nhưng mà nếu anh cưới vợ thì em ca bản gì tặng anh? Áo em chưa mặc một lần. Quá dữ. Rồi cảm ơn em. Áo em chưa mặc một lần. À quên. Đây tôi tặng rồi quên, tôi tính dơm về nhà. Rồi xin lỗi nha. Rồi tự nhiên cái tự nhiên bây giờ muốn lấy vợ trời.
Bởi quý vị biết không, làm cái nghề này nhiều khi nó sản bất tử lắm. À, sau đây chúng tôi xin công bố danh sách 18 thí sinh, 9 thí sinh nam thi chung kết và 9 thí sinh nữ. Và sau đó chúng tôi sẽ bốc thăm, bởi vì các thí sinh này sẽ thi từng cặp. Thí sinh nam, đợt 2, 2017, Lê Hữu Phúc, số báo danh 60, Lê Tuấn Hải, số báo danh 63, Nguyễn Quốc Đồng, số báo danh 52, Lê Thành Tuấn, số báo danh 78, Đặng Phương Sang, số báo danh 67, Nguyễn Phước Hảo, số báo danh 59, Lê Quang Đức, số báo danh 12, Lê Bảo Duy, số báo danh 55 và Đỗ Thành Trọng, số báo danh 23. Thí sinh nam là đó, cái đó là thí sinh nam. Còn thí sinh nữ, Võ Thị Thấm, số báo danh 57, Nguyễn Thị Thanh Nga, số báo danh 74, Nguyễn Thị Lan, số báo danh 45, Nguyễn Thị Nương, số báo danh 04, Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 26, Diệp Thúy Dương, số báo danh 41, Trần Băng Đảo, số báo danh 75, Nguyễn Ngọc Bích, số báo danh 38 và Phạm Thị Ánh Tuyết, số báo danh 50. Mời các thí sinh vừa đọc tên đến đài Tiếng Nói Nhân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Chiểu, quận Nhất, lúc 1:30 chiều ngày 22 tháng 5, 2017 để đăng ký bài ca chuẩn bị cho vòng chung kết sẽ được bắt đầu diễn ra vào ngày 27 tháng 5, 2017. Vui lòng mang theo phiếu báo danh và giấy chứng minh nhân dân. Và sau đây chúng tôi xin mời hai bạn ra để bốc thăm từng cặp. Mời bạn. Một bạn. Vâng. Bây giờ là phiếu đỏ, phiếu xanh và phiếu trắng. Cặp đầu tiên, Đặng Phương Sang, số báo danh 67, sinh năm 86, quê quán Long An, sẽ cùng cặp đôi với lại bạn Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 26, sinh năm 1993, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cặp. Cặp thứ hai, Lê Thành Tuấn, số báo danh 78, năm sinh năm 1992, quê quán An Giang, sẽ cùng ca và diễn với thí sinh nữ, số báo danh 72, Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1984, quê quán Đồng Nai. Cặp thứ ba, nam, số báo danh 63, Lê Tuấn Hải, sinh năm 1979, quê quán Bình Dương, sẽ cùng dự thi với thí sinh nữ, số báo danh 04, Nguyễn Thị Nương, sinh năm 1988 tại Bạc Liêu. Cặp thứ tư, số danh 12, Lê Quang Đức, sinh năm 1979, quê quán Thái Bình, sẽ cùng dự thi với thí sinh nữ, số danh 38, Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 87, quê quán Bình Dương. Cặp thứ năm, số báo danh 52, Nguyễn Quốc Đồng, sinh năm 1990 tại Cà Mau, sẽ dự thi cùng với thí sinh nữ, số báo danh 75, Trần Đăng Bảo, sinh năm 1989 tại Cà Mau. Cặp tiếp theo, số báo danh 23, Đỗ Thành Trọng, sinh năm 1985 tại Long An, sẽ dự thi cùng với thí sinh nữ, số báo danh 41, Diệp Thúy Dương, sinh năm 86, quê quán Bạc Liêu. Cặp thứ 7, thí sinh nam, số báo danh 55, Lê Bảo Duy, sinh năm 1979, quê quán Vĩnh Long, sẽ dự thi với thí sinh nữ, số danh 45, Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1977 tại An Giang. Cặp thứ 8, thí sinh nam, số báo danh 60, Lê Hữu Phúc, sinh năm 1982, quê quán An Giang, sẽ cùng dự thi với thí sinh nữ, số danh 71, Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1984 tại Tiền Giang. Và cặp thứ 9 cũng là cặp cuối cùng, thí sinh số báo danh 59, Nguyễn Phước Hảo, sinh năm 1981 tại Đồng Tháp, sẽ dự thi cùng với thí sinh nữ, số báo danh
57, Võ Thị Thấm, sinh năm 1997 tại Đồng Tháp. Thưa quý vị, bà con cô bác gần xa thân mến, chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình trên kênh AM610kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và HT1, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đến đây xin phép được tạm dừng. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có được một ngày thứ bảy thật hạnh phúc. Biên tập, đạo diễn chương trình, nhà báo, nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, thường trực ban tổ chức Lê Hồng Chinh, hữu lương vệ kiếp thực hiện, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị vừa theo dõi chương trình